Hai cầu thủ đang khởi động để thử bàn nhá. Hai cầu thủ đang khởi động để thử bàn. Trận chung kết chỉ diễn ra sau đây 2 phút. Ok, trận chung kết bắt đầu. Không, thoải mái cái thủ. Ván đầu tiên tài heo phá. Hoàng Sao Hỏa là người sao thổ nhá, quyền sâu cứu. Nào anh em chia sẻ video về tường nào, vừa ăn tối vừa xem video nãy còn gì bằng. Thank you.
Rồi, tỷ số là 1-0 cho Tài Heo. Và thứ hai Hoàng Sao Hỏa phá. Chào Lê Minh nhá. Miền Bắc loại hết rồi nha, toàn miền Nam rồi, tự dưng nó cũng buồn. Ra kể trận chung kết là Bắc Nam thì hay. Đã được ăn uống miếng nào đâu, còn bị đau bụng nữa. Tiền thì hết. Ê. Tỷ số đã 1-0 nghiêng về Tài Heo. Thank you.
Rồi, ok. Rồi. Chào anh em nhé, chào 800 anh em nhé.
Đây rồi, bình luận viên đây rồi. Bình luận viên vừa đi vệ sinh cái. Làm sao anh em chia sẻ video về tường chưa đấy? Chia sẻ video về tường đấy. Tuấn Anh Phùng. Hơi bền. Đúng rồi, trận chung kết à, Hoàng Sao đều con A8 hơi lon lực. Ui toi 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 rồi. 3-1 cho Tài Heo. Tài Heo cứ ngồi rung đùi hưởng luôn. Thank you.
Tỷ số là 2-3. Tỷ số là 2-3, Hoàng Sa Hỏa gỡ. Khánh Phong gậy Hoàng Sa Hỏa khoảng 6-70 triệu. Huy Hoàng đúng rồi. Hai ông này đều là tuyển quốc gia. Thiếu Bếp. Quá đáng tiếc cho anh Nam. Linh Nolo gậy của anh Kiên Pháp đi. Khoảng 25-30 triệu. Vậy custom mod play. Tài heo giao hàng rồi. Giải đang tổ chức tại Sài Gòn. Tam Sa Cô mình mà đánh thì còn ai quay liver cho anh em xem nữa. Nguyễn Văn Hải có nhiều lắm bạn ạ, gậy 2-3 triệu cũng là gậy tốt rồi. Bạn cứ inbox cho mình để sáng mai về Hà Nội mình sẽ trả lời. Bạn cứ gửi tin nhắn cho mình để đấy, để mai mình trả lời. Thế Bắc Cạn bị loại rồi, đây là trận chung kết. Hay quá. Hoàng Sa Hỏa điều 5 lỗ 10. Quên mất này, tất nhiên rồi, mình làm mọi thứ về bia. Đúng rồi, Phạm Thế An. Rồi, tỷ số là 3 đều. Đúng không ạ? Tỷ số là 3 đều. Thiếu Bếp. Vô địch 120 triệu.
Hoàn thành chưa bạn nhé? Đánh vui vui thì đánh rồi chứ còn đánh to thì chưa vào. Quá tốt. Cân điều 3 lỗ 10 luôn. Điều lắp đít. Quá đẳng cấp. Hay thật. Khánh Phong, lệ phí thì mấy trăm thôi, quan trọng là nhà tài trợ. Vào sang tháng 12 thì ở ngoài Hà Nội sẽ có rất nhiều giải. À, trong tháng 11 này thì ở Hà Nội cũng sẽ có một giải nhất 120 triệu. Ở trong tháng 12 ở Hà Nội sẽ có một giải nhất rất to, nhất 200 triệu. Làm sao anh em chia sẻ cái video về tường nào. Có nhá, anh em chú ý theo dõi Facebook của tôi. Cái hơi sát băng. Cái hơi sát băng rồi, tình huống rồi. Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Sao Hỏa là tuyển quốc gia Việt Nam. Huy chương bạc SEA Games vừa rồi đấy nhá. Anh em à, chia sẻ mạnh video về tường nào. Trận đấu rất là hấp dẫn. Rồi, được 1k lượt xem rồi. 1k người xem trực tiếp, chia sẻ mạnh lên nào, được 1,5k xem nào. Huy chương vàng SEA Games vừa rồi là Carlo Biaro của Philippines. Hay 4-3 cho Hoàng Sao Hỏa. Thiện Bắc Cạn bị loại ở 1-18 rồi, 1-16 rồi. Ôi nó lại tụt xuống còn 900 người xem mà anh em phải chia sẻ mạnh video về tường. Anh Hoàng à, sao ở đây là huy chương bạc SEA Games vừa rồi.
câu lạc bộ ở Bình Hưng, Bình Chánh, Sài Gòn. Vâng, anh tài heo vừa đi đái chiến thuật. Ván này thì anh hoàng sau phá bi. Bia chưa biết được điều gì anh em nhé. Tài heo đã vào đến trận chung kết cũng là rất hay rồi. Đã vượt qua rất nhiều trận đấu rồi. Thành ra cũng là trình độ rất cao chứ không phải dạng vớ vẩn. Phá ăn một bi nhưng mà ra đuôi bi một rồi. Trái bi tròn anh em phải hiểu như thế, đây là trái bi tròn. Quá hay, đúng như tôi dự đoán, trồ đảo áp phê quá tự tin, điều lắp bít tai cắm a băng áp phê phải a băng trồ quá tuyệt vời, đẳng cấp quả bi chất lượng thật. Quá hay. Quá đẳng cấp. Đúng đẳng cấp vô huy chương bạc SEA Games. Anh em chia sẻ mạnh video về đường xem mà. Ôi dồi ôi, tay trái lực hơi chột choạc. Máy còn ra hình. Xử lý tốt điều may mà còn ăn được. Đây nó phải nói là cái đẳng cấp, nó gọi là đẳng cấp pro xi măng nhỉ. Quá hấp dẫn. Rồi, chỉ còn 2 bi thôi. Một cá mốt người xem rồi, anh em chia sẻ mạnh video về tường ấy. Anh Hoàng Sao Hỏa này là người Quảng Ninh nhưng mà hiện tại đang thi đấu cho đội tuyển Cảng Sai Gành. Rồi, 1K2 rồi, anh em chia sẻ video về tường ấy. Rồi. 5-3.
Quá hay. Ván này thì anh tài heo sẽ phá bi. Rồi, phá tốt. Đủ bếp ra hình rồi. Rồi nhưng mà cái hơi côn băng A2 dính bên kia rồi. Chưa biết được đâu ông ạ. Đúng rồi, ván bi vừa rồi quá đẳng cấp. B2 bị dắt rồi. Bây giờ quan trọng là phải xử lý được B2 như thế nào. Gãy hàng. Quá hay. Rất tiếc là hai chưa ra được hình đẹp. Gãy được vào đấy là cũng quá hay rồi. Linh Nolo tuyển quốc gia Việt Nam thì lương tháng cũng được có 30 triệu thôi. Lương thì nó cũng không đáng được bao nhiêu cả. Lương quốc gia thì được 30 triệu một tháng. Nhưng à rồi, ok anh tài heo chạy đạn rồi. Nhưng mà ở trong Sài Gòn thì lương cao hơn ngoài Bắc. Sài Gòn thì ngoài lương cứng là 30 triệu một tháng còn có trợ cấp. Trợ cấp tiền có trợ cấp cấp phòng, cấp nhà cho. Thôi thì lương này nó cũng là cái Đoàn Hữu Hân đi, ông nghĩ tuyển quốc gia được bao nhiêu? Tuyển quốc gia phải đùa đâu. Đây là trận chung kết, thành ra tất cả các cầu thủ khác đều bị loại rồi. Trận chung kết hai ông này giờ vẫn hỏi các ông kia, tôi ngạ các ông. Hay quá nhở. Có một chút may mắn là A Băng ra thủ rồi. Nguyễn Duy, Facebook của Hoàng Sao Hỏa là Hoàng Sao Hỏa viết không dấu nhá. Hoàng Sao Hỏa viết không dấu. Đùa mấy ông này, đẳng cấp như thế này rồi, quốc gia lương được có 30 cái triệu bọ thì có được đáng bao nhiêu đâu. Ngọc Vị Đỗ, tôi đi vào này tôi chả được cái gì cả. Tôi phục vụ gọi là cũng thích phục vụ người anh em đó. Nói thì bã hết cá bọt mép ra, xong rồi là nó tiền đi lại ăn uống chi phí tốn kém, anh em không động viên được tí nào vẫn kêu ca. Tuấn Quang bị loại ở vòng loại giải này rồi. Rồi, có biết là 6 khuôn chưa? Hoàng Phương lại được ông Hoàng Phương bốc phét này rồi, chết rồi. Sáu khuôn. Doanh đẳng. Ok Đinh Quang Anh.
Đoàn Hữu Hân, đúng rồi. Hai thành viên của đội tuyển Sài Gòn, nhưng mà anh Hoàng Sao Hỏa này thì nhà ở Quảng Ninh. Nhỉ. Được có 1,2 người xem trực tiếp cái này, học à. Văn Bình giải này nhất được có 120 triệu thôi. Ok, cảm ơn bác Ngọc Phi Đỗ. Hải Đăng Nguyễn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bạn ạ. Tuấn Anh Đỗ nhì 50 triệu. Hợp Cơ chào Hợp Potter nhá. Ngoài hơi loạn lực rồi. Đây là trận chung kết rồi, giải bắt đầu từ hôm kia. Linh Nolo muốn được vào đội tuyển quốc gia thì phải tham dự giải vô địch quốc gia và phải có thành tích cao thì mới được vào tuyển. Tốt, tỷ số là 6-3. Hải Đăng Nguyễn ở ở đâu cũng có người dạy bạn này. Bạn nào thích học VR thì bạn 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 inbox cho mình sẽ tư vấn. Rồi anh Tài Heo ngồi chơi từ nãy giờ, anh lại bắt đầu uống nước rồi. Chụp đứng hẳn ở kia chụp rõ cả cái cảnh không chụp thế thì xa biết kiểu cái gì. Đây là đúng rồi, như này này. Tí tối về gửi sang Facebook nhá. Nhá. Linh Nolo giải quốc gia thì bạn đăng ký thì đăng ký luôn bây giờ với mình nhá. Để đăng ký thì vào tháng 3 dương lịch hàng năm là vòng 1, sau đấy vòng chung kết sẽ diễn ở tháng 6. Nhưng mà bỏ Cần Thơ rồi.
Ra đuôi rồi. Vòng một con gái không được đi gì cả. Khuôn 2992 rồi nhưng mà phải A băng. Tỷ số đang là 6-3 nghiêng về Hoàng Sau à. Linh Nolo. Lệ phí đăng ký thi đấu chỉ có 200.000 thôi, giải quốc gia. Anh định lé người vặn áp phê sườn nhưng mà không ăn thua. Vẫn ra hình. Đúng rồi, động cơ. Hiệp BM đây là giải Sài Gòn mở rộng. Cơ hội cho tài heo để gỡ tỷ số. Tốt. Hợp pot chữ tùy khả năng của bạn. Có một khóa học trung bình là khoảng 15 đến 20 triệu. Chào một K1 anh em nhá. Tốt, ôi lụt rồi. Đít chín rồi. Rồi, ông này cũng vặn áp phê sườn nhưng mà không ăn thua. Anh Kevin dần rồi đấy, chiêu này là chiêu thứ 17 trong đá cầu bộc phát đấy. Hay quá nhở, su tê kìa. Tuyệt vời. Ui ra hình luôn, nắp đít luôn. Vũ C3. À, cái đấy thì chưa biết được. Cú su tê hay quá. Tuyệt vời. Hoàng hợp khóa học bao lâu thì cũng tùy vào khả năng của từng người nữa. Màu nhưng cái hạt này là đồng màu này, còn cái này nó vẫn thế. À cũng cả cái vòng nó một màu á. Ờ cũng có nhiều mẫu lắm. Ok. Ok. Ồ, anh tài heo anh gỡ lên nào. 46.
Anh em bão hoa like cổ vũ cho anh tài heo bật tôm nào. Lương Kiên, cái gì cũng có bạn ơi, chỗ đầu cơ có hết. Anh em cứ PM cho mình. Cần mọi thứ gì về BA thì cứ inbox rồi alo cho mình. Không, quá dương. Vậy của Thổ Nhĩ Kỳ. Ấy, ông Dương con này lại bốc phét. Giải nhất có 120 triệu thôi, lấy đâu ra 200 triệu. Đâu, Musashi là của tay heo. Cơ Thổ Nhĩ Kỳ là đánh con gì cũng chết. Dương quá. Tùng Nhật Thiện Bắc Cạn có đánh nhưng mà bị loại ở vòng ngoài rồi. Nguyễn Di gậy gì cũng có hết. Hồng Đăng Phát có bạn nhá, tài heo cũng nằm trong đội tuyển quốc gia. Ui trời ơi, anh áp phê người hơi nhẹ thành ra chưa được rồi. Trịnh Trường, Đáng Bắc Linh dạo này cũng ít tham gia. Trần Đăng Khoa có bạn nhá. Có Thanh gậy đả cầu bổng nhưng mà Thanh ấy bây giờ thất lạc rồi. Hoàng Dung ngày xưa bị làm mất không biết bây giờ đi đâu rồi. Ô anh Hoàng Sao Hỏa anh chạy đạn nhưng mà vẫn lòi mông rồi. Nguyễn Duy, gậy cũ nó cũng có nhiều loại gậy chứ. Dương Nguyên Văn, đúng rồi, hợp cơ ở Thái Bình. Vô danh, ok rồi. Đóng thế là chuyện đương nhiên rồi. Rồi bắt đuôi rồi. Rồi khả năng cơ này thì anh Sao Hỏa sẽ thực hiện cú nhảy sút tê. Hồng Đăng Phát có rất nhiều nhá, bạn cập nhật Facebook của tôi. Tôi là người tổ chức giải đây, liên tục tổ chức các giải bia nghiệp dư cho anh em cọ sát. Thank you.
Lỗi đấy. Lỗi rồi, 500 anh em xem đây cũng bảo lỗi rồi. Ok, quá Dương. Ôi. À, xế độ đỏ giờ mở bán bún đậu mắm tôm ở nhà rồi. Không chơi bia nữa. Tỷ số đang 6-4 nghiêng về Hoàng Sao à? Hoàng Sao Hỏa là người Quảng Ninh nhá. Hạ Long Quảng Ninh. Mạnh Nam Định dạo này đi làm cho nhà nước rồi. Đi thành ra là rồi. Tay heo này ở Sài Gòn nhá. Rồi, định quyết định điều 3B 7887. Khánh Sần, tất nhiên là cũng đánh được nhưng mà kém. Thì cũng giống như tôi thôi, tôi quê Thái Bình nhưng bây giờ đang đi lên làm trên Hà Nội. Ôi, chuẩn rồi. Quá tốt. Dương con có chứ. Giải vô địch quốc gia là có giải có cho lữ đấy. Tôi ở Đông Hưng Thái Bình. Rồi ok. Rồi, tài heo gỡ lên 56. Ha, chào Kiến Sương nhá. Rồi anh Hoàng Sao Hỏa đi đái chiến thuật rồi. Tài heo gỡ lên 56 nhá. Hai cơ thủ đi đái rửa mặt rồi.
Vũ khúc. Hai cầu thủ đi đái một phát mà từ 1k người xem còn có 700. Kinh thật. Không biết là ba trăm anh em đi đâu mà hết sức là quan ngại. Hai cầu thủ đi đái hơi lâu. Đoàn Hữu Hân, rồi lúc nào nó cũng online, lúc nào cũng mở hết bet luôn. Vũ Văn Đức, anh full 5.000 anh em bạn bè rồi, 20.000 người theo dõi thì làm sao kết bạn? Kích vào chữ theo dõi thôi. Duy Phương, hàng nghìn người kết bạn tôi sao biết được. Rồi đây rồi, ra đây rồi, kinh quá nhỉ, từ một anh em đi đái phát mà từ 1.000 người xem còn có 500, rất là quan ngại, không biết 500 anh em đi đâu rồi. Anh em Facebook của tôi kích vào cái chữ theo dõi đấy thì nó vẫn theo dõi được các liver rồi các thông tin bình thường. Thì tôi cũng muốn kết bạn nhưng mà nó quá nhiều, quá đông. Trận đấu tiếp tục, anh em chia sẻ cái video về tường nào để cho mọi người cùng xem. Trận đấu bắt đầu đến hồi gay cấn rồi. Anh Tài Heo đang bật lên 5-6. Quán quê ở đây này, ở đây quanh đây có một cái quán kê quê. Không việc gì, taxi đi. Em đưa ông vào nhà, từ nhà sang Sài Đông. Vào đây gần 3 triệu à. Ngày hôm nay thì không đi, qua ngày kia hết hơn 2 triệu taxi rồi, hơn 2 triệu taxi, sợ thật. Ok Nguyễn Văn Hải, ok đây, xuôi. Rồi, cơ hội cho anh Tài Heo. Hoàng Hợp, nếu mà câu lạc bộ nào ở Thái Bình mà có nhã ý mời tôi tổ chức giải thì tôi sẽ về làm thôi. Để phát triển phong trào rồi khuấy động phong trào anh em lên. Đây là toàn tuyển quốc gia rồi, trình độ đều cao hết, nhưng phải đùa đâu mà anh em. Trái bóng tròn Tottenham còn mới vả cho Real 3-1 sấp mặt kia.
Rồi, giải Hưng Yên chủ nhật tuần tới này tôi làm trưởng ban tổ chức, anh em thích ai thích chơi thì đăng ký trực tiếp với tôi. Nguyễn Đức Thắng, Huy Thái Bình thì đang đi công tác nhá, đang công tác ở. Nguyễn Khang ở Văn Giang Hưng Yên, ở ngay Eco Park rẽ vào 2 km. Vâng, tôi xin cảm ơn bác cơ động xóm. Ok, bắt đầu lại, cần học thì inbox cho tôi. Tỷ số đang là 5-6 và khả năng lớn là tài heo sẽ gỡ hòa 6 đều. Anh Cường ở trên bảng xếp hạng thì hiện tại Hoàng Sao Hỏa đang xếp trên tài heo. Ok, 6 đều rồi, báo lại anh em ơi. Ở anh em chia sẻ video về tường nào. Với 1K1 bây giờ còn có 900. Không biết là 100 anh em đi đái từ nãy giờ chưa thấy đâu. Giải nghiệp thư với trận đấu bình luận đó, xem lại cười đau rồi. Trận ăn nhiệt với thằng Sơn Kim Cu. Nói thật đấy không? Đúng rồi, Trần Duy Khánh được chị Hương coi ở đây bình luận thì tuyệt vời. Cơ hội cho tài heo bật ngược lên 7-6. Hồ Duy đúng rồi, chắc chắn là 76 rồi nhưng mà không biết 76 nghiêng về ai. Chờ khi nào bóng nó lăn xuống lỗ mới biết được. Trịnh Trường có bạn nhá.
Tái heo có vẻ bây giờ cũng đang chuẩn bị chín rồi, đang quay và quay gần chín rồi. Đúng rồi, chị Hương coi ở Hà Nội. Cơ hội cho tài heo bật lên 76. Tài heo ở nhà ở Sài Gòn. Anh này thì cưới vợ ở Cà Mau. Thành ra chuyên đi buôn cua. Rồi, điều hơi chật choạng. Lê Kiên Vi vài triệu là ok rồi, 2-3 triệu là quá ngon rồi. Nguyễn Minh Đức, ông đánh 5 tiếng mới mệt, ba người tôi nói từ sáng giờ thì còn méo hết cả mồm rồi. Rồi. Trượt rồi. Dùng ở phút 60. Đúng rồi, chung kết vẫn lên 8 rồi. Nguyễn Duy này đúng không? Chắc là để đoán độ tiền tài tài heo đúng không? Phạm Trọng Hiếu gậy của Hoàng Sao Hòa thì khoảng 70 triệu thôi. Trượt rồi. Cơ hội cho tài heo. Hoàng Trung Kiên không mận nhé. Dương Quan giải nhì được có 50 triệu thôi. Quá tốt. Anh thực hiện cú vét máng đại pháp. Rồi, còn 2 bi.
Ôi rồi ôi, lon được rồi, may là vẫn chém được. Tốt, 76 cho tài heo. Hay quá heo ơi. Tài heo phá rất tốt cơ hội cho sorry, hoàng sao hỏa phá tốt cơ hội cho hoàng sao hỏa gỡ hòa 7 đều. Con hai bi chào thần nông nhá. Ui giời, ui giời, hơi yếu sinh lý một tí. Ok, quá đẳng cấp, bảy đây. Cơ hội cho tài heo kết thúc trận đấu.
Ôi trời ơi, bón rồi. Thiếu bếp. Điều 2 luôn. Cơ hội cho Hoàng Sao Hỏa cắt tiết trận đấu. Lê Trung. Chào Lê Trung nhá. Ui rồi ôi, tí nữa thì tình huống. Ôi, vọt xa rồi. Anh em nói bé thôi nhá. Nói to trượt đấy. Rồi, tình huống nối tiếp tình huống. Giật rồi. Đang bảy đều Ken Nguyễn. Căng hơn dây đàn. Nguyễn Duy. Chào anh em nhé, chào 1.000 anh em. Tài heo thực hiện cú chạy đạn sinh viên thành công. Cú chạy đạn sinh viên tốt. Khó lắm mẹ ạ. Tê lòi tật phổi ra. Đinh Văn Khải. Quái, đùi luôn rồi. À không, vẫn có má. Quang con à, cũng tương đối bạn ạ. Hồi à, tôi năm nay 21 tuổi.
Nguyễn Thanh Tùng ông ơi, kinh quá. Quá hay. Ra khó rồi. Không, anh chả đánh cửa nào. Đồng Xuân Bằng, cửa hàng anh ở Tây Sơn. À, anh em thích xem lại các video trận đấu hay thì cập nhật cái kênh YouTube của tôi nhé. Kênh YouTube của tôi là Hợp Cơ Bilat Channel. Anh em đăng ký cập nhật cái kênh YouTube của tôi. Cứ search Hợp Cơ Bilat là ra. Duy Tùng không dám vỗ tay to, sợ đối thủ cơ thủ tê. Rồi, Tài Heo thực hiện cú chạy đạn rồi. Thực hiện cú chạy đạn. Đít 6, quá hay, đuôi rồi. Anh ở 37/37 Tây Sơn. 37/37 Tây Sơn. À, cập nhật trên địa chỉ trên Facebook của tôi á. Tài Heo thực hiện cú chạy đạn rất tốt. Khánh Trường, tôi làm có công cán gì đâu. Sau đây là cú nhảy của anh Hoàng Sau à. Ôi thôi, phơi hàng rồi, phơi hàng rồi. Phơi hàng rồi, cơ hội cho anh Tài Heo. Cơ hội cho anh Tài Heo cắt tiết. Tốt. Xong rồi. Hùng xa lộ, tất nhiên là trao giải luôn rồi. Quá tốt. À, ta uống nước rồi.
Trời ơi, chín rồi. Heo quay đã chín rồi. Còn 2 bi thôi. Tệ quá, úi rồi, úi rồi. Rồi, thành công. Chúc mừng tái heo vô địch. Chào 500 anh em nhá. Mm-hmm.